trở về sau một quãng đường trở về từ gia đình họ nhà gái sau khi hoàn thành thủ tục của buổi đại lễ vô quy. Và ngay lúc này sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý, chúng ta hãy cùng dành những ánh mắt nhìn thân thương và những tràng pháo tay thật lớn cùng chào đón tới chủ thể Việt Phương cùng với cô Lô Hồng Thắm trong ngày hạnh phúc hôn nhân ngày hôm nay. Chúc mừng hạnh phúc cho ngày chúng tôi của chú rể Việt Cường cùng với cô dâu Hồng Thắm ngay lúc này ạ.
nữa xin mời tới toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, có tiền tổ thì mới có quyền, có cha mẹ thì mới có tình đôi ta. Và quý vị thì ra nhà của gia đình họ nhà trai. Trên bàn thờ gia tiên, chú rể và cô dâu có sự dẫn của bố mẹ, gia đình họ nhà trai sẽ cùng thắp hương, đón tiếp mời tổ đường gia đình họ nhà trai. Sau khi hoàn thành thủ tục thì bên trong gia đình thì chính thức chú rể của cô dâu sẽ trở ra sân khấu hội trường của chúng tôi để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị với những nghi lễ và thủ tục trang trọng nhất của buổi lễ đại hôn ngày hôm nay, cũng với sự chứng kiến cũng như là sự chúc phúc đến từ ban bên họ và thể quý vị khách quý. Và một lần nữa ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những bàn tiệc nhất tiền trà để cùng người trên non công việc chờ đợi chú rể và cô dâu sẽ chính thức ra mắt ngày lễ toàn thể quý vị khách quý. Sau khi hôn lễ và hàng nhất gia đình chúng ta sẽ trang trọng kính mời tất cả quý vị. Chúng ta có những cuộc trò chuyện tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng đăng ký với ban tổ chức chúng tôi để thuận tiện thông báo tất cả quý vị sẽ cùng tham gia biểu diễn cũng như sẽ cùng đăng ký tiếp tục của mình.